Chị em giáo lý viên đến từ khắp nơi trên giáo phận Kon Tum về họp mặt hôm nay. Thật là vui mừng khi mà anh chị em chúng mình lại được tái ngộ với nhau trong ngày gặp mặt truyền thống của giáo lý viên, để mỗi người chúng ta lại được gặp gỡ nhau và được nhìn thấy những gương mặt vui tươi, rạng rỡ và đầy dẫy niềm tin. Các anh chị thân mến, chúng ta đang trong cuộc hành trình của năm đức tin. Và mỗi người chúng ta là anh em của nhau trong đức tin. Chúng ta được kêu gọi để phục vụ ơn đức tin. Và hôm nay được một đức tin mời gọi chúng ta đến đây để cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau sống một ngày, cùng nhau chia sẻ, để cho đi và làm phong phú cho nhau trong ngày hôm nay. Vậy chúng ta nguyện xin Thiên Chúa là ánh sáng soi dẫn niềm tin ban cho chúng ta có một ngày đầy vui vẻ và sinh hoa kết trái thật nhiều. Và các anh chị em thân mến, chúng ta không đơn độc, bởi vì chúng ta luôn luôn có sự đồng hành của các vị chủ chăn của chúng ta, những người hướng dẫn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ vị chủ chăn của chúng ta là Đức Giám Mục. Ngài sẽ đến và cử hành thánh lễ và ban huấn từ cho chúng ta. Ngoài ra chúng ta xin cho một tràng pháo tay để chào mừng sự gặp mặt của chúng ta hôm nay. Và một tràng pháo tay nữa để xin chào mừng những sự hiện diện đồng hành đầy bác ái của quý vị cha sở của các anh chị ở đây. Xin cho các anh, cho cứ chào một tràng pháo tay. Và đặc biệt hôm nay một tràng pháo tay rất là nồng nhiệt, lần đầu tiên chúng ta chào mừng một vị tân trưởng ban mới. Ta sẽ hướng dẫn chúng ta từ đây cho tới thời gian sắp tới. Và Ngài, thực ra Ngài đã làm việc với chúng ta trong vòng hơn 6 tháng qua rồi, nhưng mà lần đây một cách chính thức chúng ta vỗ tay chào mừng Ngài. Rất là hoa mỹ đến từ ban tổ chức. Và sau đây xin mời hướng lên sân khấu để cùng làm theo các anh chị với lời chào mừng trọng thể của ngày hôm nay, với bài hát chủ đề của năm đức tin. Xin chào mừng các anh chị em giáo lý viên từ Đắc Bờ Si. Xin một tràng pháo tay. Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin
Chúng ta không chờ đợi lâu nữa để được gặp mặt và để được lắng nghe tiếng nói từ vị hướng dẫn mới của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu cha tân trưởng ban, xin mời cha. Xin chào các cha. Có nhiều cha đứng ở dưới không dám lên đây, các sơ, nhất là anh chị em giáo lý viên toàn giáo phận. Hôm nay họp mặt có lẽ nó hơi khác với cái khí thế hôm trước mà người MC vừa mới nói. Tại vì cái ngày giám lý viên chứ không phải ngày của các cha, cũng không có phải ngày của các tu sĩ. Cho nên là giám lý viên phải là cái người chủ động. Đức Giáo Hoàng Francisco vừa rồi đó thì có nói theo cái tinh thần của Công đồng Vatican II thôi. Giáo hội không phải là của các cha, của các tu sĩ, mà là mọi giáo dân. Giáo dân có nhiệm vụ loan báo tin mừng, có nhiệm vụ sống cái lời Chúa cho mọi người. Cho nên mới có cái thông điệp ánh sáng của niềm tin. Thế thì làm sao chúng ta thực hiện cái đó? Và thực hiện cái đó không phải là ngồi chờ cha nói gì để chúng con làm theo. Đó là cái mà nếu mà ai theo dõi ở trên những cái suy tư của Đức Giáo Hoàng hôm nay, thì là ngài, tôi thấy có một câu nói đáng cho chúng ta suy nghĩ, là các anh chị em đừng tìm cách giáo sĩ hóa giáo hội. Tức là một mặt thì là mình cứ nói cha dạy cái gì đó, cha muốn cái gì để chúng con làm theo, nhưng mà về nhà thì là mình muốn cái quyền lực đó nó phải theo điều mình dạy. Thế không? Cha phải bắt nó, còn không có, đừng có cho nó vô nhà thờ. Đó là một cái hình thức gọi là giáo sĩ hóa. Thế thì chúng ta biết cái mục đích là niềm tin phải là ánh sáng cho mọi người, chứ không phải giáo sĩ hóa để mà kiếm một cái quyền lực, cái uy tín gì đó ở trong cộng đoàn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được mời gọi tới đây để chúng ta cùng suy nghĩ, chia sẻ. Các cha được mời gọi tới đây có thể sẽ đến các nhóm của các anh chị em để lắng nghe. Có những điều các anh chị em đặt vấn đề thì là chúng tôi sẽ ghi nhận. Nếu mà có cái gì có thể trả lời được hôm nay chúng tôi trao đổi, còn có những cái gì chưa được tôi sẽ truyền đạt lên các cái vị có trách nhiệm ở trong giáo phận, và nếu cần sẽ bàn với Đức Cha để có cái hướng trả lời, cái hướng đi thì đúng hơn, để cho em tổ chức được cái sinh hoạt giáo lý ở trong giáo xứ của mình và trong giáo phận mình có một cái khí thế tốt đẹp hơn. Cho nên anh chị em đã thấy có một vài cái suy tư đề nghị theo cái hướng, và anh chị em sẽ suy tư, sẽ có những cái ban thư ký để ghi nhận hết những cái suy tư đó. Và chúng ta nói không phải là chờ coi là cha nói gì, sơ nói gì, Đức Giáo Hoàng nói gì để mà mình nói theo cho nó đúng, mà ở đây là cái suy tư của mình. Và cái suy tư của mình không ai nói là đúng hay không ai nói là sai, không ai nói là có tội hay không có tội. Mình nghĩ thế nào mình cứ việc nói thế đó. Thế chỉ là các cha ở đó, các sơ và những người có phụ trách ở đó, có mặt ở đó để mà lắng nghe anh chị em, để mà cùng nhau làm sao cho cái ánh sáng niềm tin của chúng ta không có bị thu hẹp ở trong một cái khuôn viên nào nhất định, mà nó phải là ánh sáng cho muôn dân trong cái hướng đi đó. Chúng ta sẽ bước vào cái ngày gọi là sinh hoạt của giáo lý viên hôm nay. Con cảm ơn cha. Và kính thưa các anh chị, những lời mà cha trưởng ban vừa nói, nó giống như bổ sung thêm, mở đường với những cái đề nghị có sẵn mà trên cái bản chương trình trên gửi đến cho các anh chị trước đó khoảng một tuần. Ngài vừa hướng dẫn cho chúng ta, và đó chính là những cái điều mà chúng ta sẽ đóng góp trong cái giờ
tới ngay sau đây. Mỗi người chúng ta trở về tổ của mình để rồi các anh chị đóng góp những ý kiến của mình, những đề nghị và những cái sự giới thiệu những thành viên, những nhân sự vào trong ban giáo lý để chúng ta có những cái hoạt động làm cho nó sống động hơn cho cái đời sống giáo dục, hướng dẫn và soi dẫn đức tin cho các em. Và phần khai mạc của chúng ta đến đây cũng xin chấm dứt. Trước khi các anh chị rời chỗ, con xin một lần nữa đại diện tất cả các anh chị ở đây xin bày tỏ lòng biết ơn đối với cha sở của giáo xứ Thanh Tâm, cha sở giáo xứ Trung Nghĩa và cha sở giáo xứ Võ Long cùng các cha quý sơ đang đứng ở dưới mà con không có dịp để mà gặp mặt. Xin chân thành cảm ơn quý ngài đã đồng hành với chúng con trong những giờ phút đầu của một ngày như hà hơi tiếp sức để chúng con có sức mà làm việc trong ngày hôm nay cho hiệu quả, và xin cầu nguyện cho chúng con và hẹn gặp lại quý cha trong vào lúc thánh lễ đồng tế sắp tới đây vào lúc 10:45. Con xin chân thành cảm ơn và xin mời các anh chị chúng ta theo cái số đeo của mình để rồi về nơi tìm một số nơi để mà chúng ta họp mặt góp ý với nhau. Chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nước trời trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thường. Và đầu tiên, con thấy nhóm mà làm việc xong nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất, có thể cho một chồng hóa tay nhóm cái lớp sau rước Chúa lần đầu đến thêm sức. Xin mời đại diện của nhóm. Con xin được đại diện cho khối thêm sức xin được chào quý cha, quý sơ và quý anh chị giáo lý viên. Tiếp theo vừa nghe cái khối đàn em là khối khai tâm nói là các em làm như một trang giấy trắng thì các anh chị chúng ta có thể viết và uốn nắn, nhưng với khối thêm sức thì các bạn đã là những trang giấy màu đầy những chữ, và đó là cái khó khăn để các anh chị giáo lý viên sẽ phải xóa đi những cái hư, những cái xấu của xã hội thời buổi hiện đại internet như bây giờ. Thì cái khó khăn của các anh chị giáo lý viên là phải xóa những cái xấu và phải làm gương những cái tốt để cho giúp các em nó sẽ có một cái nhìn khác hơn về cái xã hội hôm nay. Cái khó khăn tiếp theo nữa là phụ huynh không quan tâm đến việc đạo đức của con cái của mình. Đó là điều chúng ta cần quan tâm. Và việc học thêm của các em ở ngoài trường quá dày đặc nên làm cho việc học giáo lý bị vắng mặt. Và đến khi gần đến thêm sức thì phụ huynh chạy đến năn nỉ, van xin để cho con được thêm sức. Khi các anh chị giáo lý viên từ chối thì lại bị chửi bới và cảm có những lời lẽ không hay. Đó là hiện trạng ở các giáo xứ thường xuyên xảy ra. Và cái thuận lợi nhìn chung ở các nơi các giáo xứ thì các anh chị nói được sự ủng hộ của cha xứ và của giáo xứ, nên điều này rất là tốt và chúng ta cầu nguyện cho việc này được duy trì. Mục đích của các em đi học giáo lý, 70% các em đi học giáo lý để lãnh nhận bí tích, để đối phó và bắt buộc để hoàn tất thủ tục của người có đạo.